Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ngữ pháp N1 với mẫu câu Toitemo kagonewa nai. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết thì chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện nhỏ sau đây nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có một nhân vật mới. Nhân vật này được thiết kế dựa trên hình tượng của chính Sensei. Và Sensei tên là Ánh, cho nên là tên của nhân vật này sẽ là âm Oyomi của chữ Ánh. Đấy là E. E-sensei, E-san. Và E-san đang nói trong nước mắt, nói với bố mình cái câu như thế này: Tô-san yamete, sake wa karada ni yoku nai. Đấy là bố ngừng đi, đúng không nhỉ? Bởi vì rượu nó rất là có hại cho cơ thể, nó không tốt cho cơ thể, cho sức khỏe đâu. Và bố tỏ thái độ rất là khó chịu, rất là bực mình và nói là Urusai, mada ikiteru nja. À, mày lắm chuyện quá, mày ồn ào quá, chẳng phải là bố mày vẫn đang sống sờ sờ hay sao? Đấy. Thì chúng ta thấy là bố đang uống rượu đúng không? Và có rất là nhiều những cái bình rượu với đủ mọi gì nhỉ? Đủ mọi loại. Đấy, đinh lăng rồi thì nhân sâm, rồi quả nọ quả kia, chưa thấy rượu rắn rồi thì mấy rượu bìm bịp cái thứ đâu. Đấy, nhưng mà thấy rất là nhiều rượu đúng không? Và con lo lắng cho bố, đúng nhỉ? Bảo bố đừng uống rượu nhưng mà bố lại nói cái câu như thế này. Vậy thì chúng ta có thể gì đây? Chúng ta lúc đấy ở trong đầu E-sensei, trong đầu nhân vật anh sensei này có một cái suy nghĩ đấy là gì đấy nhỉ? À, vậy thì với bố tôi cái kiểu như thế này này thì có thể nói là ông ấy đang sống để uống rượu cũng được, đúng không? Đấy. Thì trong tiếng Việt mình có cái cách nói như vậy. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào ở trong tiếng Nhật đây? Thì cái cách nói đấy sẽ là như sau nha các bạn nhé. Chichi wa osake o nomu tame ni ikiteru to itemo kagon dewa nai. Có nghĩa là nói là bố tôi đang sống để uống rượu thì cũng chẳng quá lời. Đấy. Nói vậy là được, không hề quá quắt gì hết, đúng nhỉ? Bởi vì nó đang thể hiện ra trên hình vẽ chúng ta đang nhìn thấy đây. Vậy thì cái mẫu của chúng ta ngày hôm nay đấy là mẫu to itemo kagon dewa nai. Đấy, các bạn lưu ý cái chữ này là chữ quá và chữ ngôn. Chữ quá và chữ ngôn ở đây chúng ta sẽ đọc là kagom, chứ các bạn không đọc là gen nhé. Mặc dù chữ ngôn thì trong nhiều từ nó đọc là gen, nhưng mà trong trường hợp là cái chữ quá và chữ ngôn này sẽ đọc là gom, nhớ nhá. Kagom. Vậy thì ý của nó là gì đây? À, nói như thế này cũng được, nói như này cũng không có gì sai, nói như này cũng không có gì quá lời hết, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái mẫu câu này. Đầu tiên là mặt ý nghĩa này. Ý nghĩa của mẫu câu này đấy là dù nói là vậy cũng không quá lời, dù nói là vậy thì cũng được, hay là dù nói là vậy thì cũng không sai. Chúng ta có rất là nhiều cái cách dịch khác nhau. Thì có một số cái cách nói khác nó diễn tả cái cách dịch trong tiếng Việt này, thì tí nữa ở phần cách sử dụng chúng ta sẽ xét sau. Tsukai kata về cách sử dụng này: người nói muốn bày tỏ quan điểm, cho rằng cách nói như vậy cũng không có gì quá đáng, hoàn toàn chấp nhận được. Ví dụ như là ở phần minh họa, đúng nhỉ? Thì cho rằng là gì đấy? À, cái việc nói rằng là bố tôi đang sống để uống rượu, đấy, nó là một cái điều mà chính xác, nó là một điều không có gì quá đáng quá quát cả. Đấy. Xét trên cái bối cảnh hiện trạng nó là như thế này, đúng không? Tiếp theo này, đây là mẫu câu mang tính văn viết tương đối trang trọng, dùng nhiều trong báo chí, bản tin. Các bạn lưu ý, để minh họa cho câu chuyện thì Sensei có dùng một tình huống giao tiếp hàng ngày, đúng nhỉ? Và câu ví dụ hàng ngày. Thế nhưng mà thực tế là trong giao tiếp hàng ngày thì cũng không có dùng nhiều cái mẫu câu này đâu, mà chủ yếu ấy nó dùng trong những cái bối cảnh mang tính chất văn viết. Nó được dùng như một kakikotoba đấy, trong báo chí, bản tin. Lưu ý nhá, thường là các mẫu câu N1 thì hiếm khi được dùng trong văn nói hàng ngày, mà thường nó sẽ là những cái hoàn cảnh tương đối là đặc biệt. Ngoài dạng tôi tế mộ cả gồm đều ạ này, trên đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút kỹ hơn về cái mẫu câu này, tại sao ý nghĩa của nó là như vậy nhá. Các bạn thấy đầu tiên chúng ta có toitemo, đúng nhỉ? Toitemo nó là dù nói là. Đấy, ở đây có chữ quá và chữ ngôn, kagom. Quá là quá, chữ ngôn là nói. Vậy thì cái chữ gì đây? Kagom này nó chính là isugi, đúng không? Isugi là nói quá. Vậy thì phủ định đằng sau là không quá, dù nói như vậy cũng không quá. Có nghĩa là dù nói như vậy cũng chấp nhận được, cũng không có gì quá đáng, quá quắt. Đấy, nghĩa của nó là như vậy. Thì ngoài cái dạng toitemo kagon dewa nai này, thì phần sau
tôi tên một, các bạn có thể thay bằng một số cái dạng khác như là isugi de wa nai. Đấy, isugi de wa nai chính là dạng gì đấy, chúng ta có i là nói đúng không, thì isugi sẽ là nói quá, thì phủ định của nó cũng tương tự như này thôi. Hay là chúng ta có machigai nai hay là i chẳng hạn. Đấy, thì thay vào nó sẽ thành gì nhỉ? Tôi itemo isugi de wa nai, tôi itemo machigai nai và tôi itemo i. Nếu mà căn cứ vào đây để thay lên phần cách dịch ấy, cách dịch i mì ở trên ấy, thì chúng ta sẽ có là dù nói là cũng không quá lời, thì sẽ là cách dịch của tôi itemo kagon de wa nai và tôi itemo isugi de wa nai. Còn dẫu nói là cũng được thì sẽ là tôi itemo i, hay là tôi itemo machigai nai sẽ là dù nói là cũng không sai. Đấy, tất nhiên là các bạn không cần phải rạch ròi quá như vậy, nhưng mà đi chi tiết vào thì là như vậy nhé. Trong đó chúng ta có thằng được sử dụng nhiều nhất ở trong văn nói, đấy là tôi itemo i, và văn viết sẽ là tôi itemo kagon de wa nai. Đấy, và đôi khi một số phó từ như là keshite hay là zenzen ấy sẽ được sử dụng sau tôi itemo. Đấy, ví dụ như là tôi itemo keshite kagon de wa nai, dù nói là cũng không có gì là quá đáng, hay là gì đấy nhỉ, tôi itemo machigai nai, à xin lỗi, tôi itemo zenzen kagon de wa nai, trừ cái dạng khẳng định tôi itemo i thì chúng ta sẽ không thêm keshite hay là zenzen vào, các bạn lưu ý nhá. Thì đó là cái gì nhỉ, đấy là cái cách sử dụng của mẫu câu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần setsuzoku này, vào phần cách cấu thành mẫu câu. Thì mẫu câu này ấy, nó sẽ ghép câu với lại tôi itemo kagon de wa nai, và thông thường cái câu này chúng ta sẽ chia ở thể futsuke, thể thường. Đấy, chúng ta sẽ chia câu ở thể thường và cộng với lại tôi itemo kagon de wa nai và cộng với một loạt những cái dạng khác cùng nghĩa của mẫu câu này. Thì các bạn được học ở trong chương trình các cấp dưới, đấy là đi với lại mẫu gì nhỉ? Đi với mẫu yu đúng không? Đi với mẫu tô yu là nói là, nói rằng ấy. Đấy, thì chúng ta sẽ chia phía trước là thể thường, nhưng mà có một số trường hợp là người ta sẽ để là dạng gì nhỉ? Dạng dạng câu nhá. Ví dụ như là danh từ thể thường sẽ là có đà đúng nhỉ? Nhưng mà dạng câu thì người ta sẽ có thể người ta bỏ cái chữ đà đấy, người ta ghép trực tiếp danh từ vào. Thì ý của cái gọi là boom ở đây là như vậy, có thể để nguyên câu hoặc là chia nó về thể thường. Hiếm khi, nhưng mà hiếm khi là để thể lịch sự các bạn nhé. Để dạng câu lịch sự thì hiếm khi. Đấy, cái viết là câu ở đây để chúng ta hiểu rằng là à, có thể là cái phần đấy là cái phần mà người ta bỏ đà của danh từ đi. Đấy, vậy thì để tạo ra một cái câu như thế này chúng ta rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ việc chia một cái cách nói đúng không nhỉ? Một cách nói về dạng thể thường. Đấy, rồi chúng ta thêm cái đuôi này vào là xong. Ví dụ như là gì? Câu bình thường nhá, là bố tôi đang sống để uống rượu, đúng nhỉ? Chichi wa osake o nomu tame ni ikite iru. Đấy. Xong là chúng ta muốn nhấn mạnh là nói vậy cũng không quá lời, thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi tôi itemo kagon de wa nai vào là xong, đúng nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ đi xem một số cái câu ví dụ khác để hình dung ra rõ hơn phần đề bưng này. Đây. Ichiban. Kanojo wa watashi no inochi no onjin da to itemo kagon de wa nai. Đấy. Dù nói cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi thì cũng chẳng quá lời. Thì cái câu gốc của chúng ta là cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi đúng không? Kanojo wa watashi no inochi no onjin da, hay là onjin desu. Đấy, chúng ta ghép thêm cái đuôi này vào là ra nhá. Câu cách thành lập câu cũng tương đối đơn giản, tí nữa chúng ta sẽ có một cái phần luyện tập nho nhỏ. Tiếp theo câu số 2 này. Câu số 2, nhi bằng. Kotoshi no keizai kiki wa kakko saiaku to itemo kagon de wa nai, là gì nhỉ? Dù nói khủng hoảng kinh tế năm nay, ở đây chúng ta có từ keizai kiki, là kiki, từ kiki ở đây là từ nguy cơ ấy, có nghĩa là khủng hoảng đấy, hoặc là nguy cơ hoặc là rủi ro. Cái nguy cơ, cái khủng hoảng kinh tế năm nay ấy, đấy, dù nói là nó làm sao đấy, các cổ sai ác cự nó là tệ nhất trong lịch sử, tệ nhất trong quá khứ, tệ nhất từ trước đến nay, dù nói như thế này cũng không quá lời. Thì ở đây các bạn thấy bình thường là có sẽ là gì nhỉ, các cô sai ác cự đề đấy sẽ biến thành đà, nhưng mà đây người ta để dạng danh từ, người ta ghép trực tiếp thì cũng không sai.
Đấy, các bạn lưu ý nhé, cách thành lập câu với danh từ thì các bạn có thể thêm the hoặc là bỏ the đi đều được, đều không sai. Tiếp theo này, câu số 3. Đấy, ví dụ như có một cô bạn đúng không, biết rất là nhiều thứ tiếng, học rất là nhanh, thì chúng ta phải nói câu này. Cô ấy là thiên tài về học ngôn ngữ hay là cô ấy là thiên tài về học ngoại ngữ, thì chúng ta sẽ nói là kanojo wa gengo tensai, đúng không nhỉ? Kanojo wa gengo tensai desu, hoặc là kanojo wa gengo tensai da. Thì các bạn chỉ việc ghép với lại đuôi đằng sau là thành ra cái câu mang ý nghĩa là mình nói vậy cũng không có gì quá đáng, nói như vậy cũng chính xác, đúng không nhỉ? Đấy, một người biết khoảng xương xương 5-10 thứ tiếng, nói rất là lưu loát trong thời gian ngắn thì gọi như vậy cũng không có gì sai, đúng không? Kanojo wa gengo tensai da to itemo isugi de wa nai, là dù nói cô ấy là thiên tài về học ngôn ngữ thì cũng không có gì quá lời. Tiếp theo, câu số 4 này. Kankyo ousen wa ookina shakai mondai no hitotsu to itemo machigai nai, là gì đấy? Dẫu nói ô nhiễm môi trường là một vấn đề xã hội lớn thì cũng chẳng sai, đúng không? Cái này thì hiển nhiên, thì có thể nói là hiển nhiên luôn. Các bạn có thể dùng dưới dạng là no hitotsu desu cũng được. Các bạn thêm cái đuôi này vào cũng không có gì sai hết. Tiếp theo câu số 5 này. Chimu ga yūshō shita no wa gantoku no okage da to itemo ii, là nói là đội đã giành chức vô địch là nhờ huấn luyện viên thì cũng được. Đấy, nếu mà không có một huấn luyện viên sáng suốt đưa ra các chiến lược thì cái việc mà giành được chức vô địch rất là khó khăn, đúng không? Thì nói như này cũng không có gì sai, nói như này cũng ok nhá. Như vậy là qua 5 ví dụ chúng ta đã xem qua kết hợp cũng như là gì đấy, ý nghĩa đấy, và cách sử dụng của toitemo kagon de wa nai, toitemo isugi de wa nai, toitemo machigai nai và toitemo i. Bây giờ ở phần luyện tập này, các bạn sẽ thực hành viết hai câu sau. Đây, các bạn theo dõi này. Câu số 1 là dù nói anh ấy là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất lịch sử thì cũng chẳng quá lời, đúng không? Vậy thì cái câu này chúng ta sẽ viết thế nào? Thì câu này các bạn chỉ cần viết được câu anh ấy là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất lịch sử. Đấy, đúng không? Rồi các bạn thêm cái đuôi thì cũng chẳng quá lời. Chính là toitemo kagon de wa nai hay là toitemo isugi de wa nai vào là được nhá. Vậy thì vấn đề là bây giờ là viết câu anh ấy là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất lịch sử viết như thế nào, đúng không? Thì trước hết là chúng ta sẽ có đơn giản nhất là cái gì nhỉ? Cái chủ ngữ là anh ta này, đúng không? Kade wa này. Nhắc đến cái gọi là xuất sắc nhất lịch sử ấy, nhiều bạn sẽ cứ có hình dung ra trong đầu kiểu gì của Bagua sẽ là rekishi no motomo hay là rekishi no ichiban hay gì gì đấy. Nhưng mà thực ra cái cụm từ là xuất sắc nhất lịch sử ấy, người ta sẽ có cái cách nói cố định. Đấy, đấy là từ này nhá. Shijo saiko, các bạn lưu ý nhá. Đây, từ này. Đấy. Shijo saiko, đúng chưa? Chúng ta có từ saiko là tối cao, có nghĩa là cao nhất, tuyệt nhất. Từ này là chữ sử trong từ lịch sử đấy. Đây là chữ thượng, có nghĩa là về mặt lịch sử. Vậy thì cả cái cụm shijo saiko này là xuất sắc nhất lịch sử thì các bạn dùng như này được rồi, đúng nhỉ? Vậy thì về sau là gì đấy? Cầu thủ bóng đá sẽ là gì nhỉ? Cầu thủ bóng đá chúng ta sẽ có là Saka senshu, đúng không? Đấy, thì các bạn thêm từ no vào đằng trước để nối nhá. Đây. Như vậy là cái câu gốc của chúng ta ấy sẽ là như thế này. Kare wa shijo saiko no Saka senshu desu. Đấy, bây giờ các bạn chỉ việc ghép trực tiếp hoặc là các bạn biến cái đề sự thành đà, đúng không? Sẽ dùng đà nhá. Đà. Và cộng với đằng sau là thì cũng chẳng quá lời, đúng không nhỉ? Sẽ là to itemo kagon de wa nai. Đấy, như vậy là chúng ta đã viết được một câu số 1, đúng không nhỉ? Kare wa shijo saiko no sakka senshu da to itemo kagon de wa nai. Câu số 2 này. Dẫu nói thời gian một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được thì cũng chẳng có gì sai. Vậy thì cách viết tương tự, đúng không? Các bạn chỉ cần viết được cái câu là thời gian một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ viết thế nào đây? Chúng ta có nhá.
thời gian đã mất đi đúng không? Sẽ là gì đây? Mất là ushinau thì sẽ là ushinatta đúng nhờ? Ushinatta. Jikan wa. Đấy. Một khi các bạn sẽ dùng từ ichido phía trước. Như vậy là chủ ngữ của chúng ta sẽ là ichido ushinatta jikan wa. Đấy. Đằng sau từ lấy lại đúng nhỉ? Từ lấy lại thì các bạn sẽ dùng từ gì? Các bạn dùng từ thô rự. Sẽ nhiều bạn dùng từ thô rự, nhưng mà ở đây là lấy lại đúng không? Thì nó có một cái cụm từ cố định, đấy là từ torimodosu nhá. Torimodosu này. Đấy, dạng nguyên gốc là như thế này, dạng từ điển là như này. Đây nghĩa của nó là gì đấy? Thời gian một khi đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ phải chia nó về thẻ gì đây? Chúng ta phải chia nó về thẻ phủ định khả năng đúng không? Torimodosenai đúng nhỉ? Là không thể lấy lại được. Để thêm cái nét nghĩa là không bao giờ ấy, các bạn có thể thêm từ keshite vào đây nhá. Keshite. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có cái câu câu như thế này này. Ichido ushinatta jikan wa keshite torimodosenai. Đấy là cái thời gian mà một khi đã mất ấy thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Thì các bạn thêm đuôi vào đằng sau thôi. Đấy, các bạn thêm đuôi vào đằng sau, các bạn có thể thêm là to itemo đúng nhỉ? Machigai nai. Đó, thì đấy là chúng ta sẽ đã viết được hai câu này. Vậy thì để mà viết được những câu này, các bạn chỉ cần viết được cái ý muốn truyền tải, sau đấy là thêm đuôi to itemo kagon de wa nai, hoặc là to itemo machigai nai, to itemo i, hay là to itemo isugi de wa nai nhá. Tương đối là đơn giản đúng không? Các bạn hãy xem video thật kỹ, cũng như là gì nhỉ? Luyện tập tự nghĩ ra những cái câu cho riêng mình để có thể học mẫu câu này một cách thuần thục nhất. Và đừng quên theo dõi các video ở trên kênh YouTube Ánh Sensei, cũng như là các bài viết ở trên fanpage Ánh Sensei. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.